Hello, xin chào cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay trời mưa gió bão nên em đừng nghỉ, nên tranh thủ đi quay một chút video giới thiệu về thị trấn Lố Tung cho cả nhà xem nha. Bây giờ trời đang mưa với lại gió, hôm nay bão không rây đổ bộ vào Đài Loan. Đấy, bây giờ em đang đi ở ngoài phố đấy, gió cũng nhẹ nhẹ thôi, không to lắm đấy. Chỉ có mưa thôi đấy. 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 Mưa bão ở Đài Loan nên người Đài Loan được nghỉ làm thế này, học sinh được nghỉ học đấy. Bây giờ em tranh thủ đi dạo qua lối tung cho cả nhà xem nhé. Đấy, đường phố ngày mưa bão lên rất là vắng. Đấy, đang ra một số xe người ta đi lên thôi. Đấy, trời mưa rất là to. Xa kia là những dãy hàng cau, bên này đây là dãy cọ. Đây. Đấy, đường phố vắng tanh, mưa gió nên mọi người ở trong nhà hết, không ra ngoài đường. Em đừng nghỉ làm nên em tranh thủ ra phố em review một chút. Để ngày mưa gió, mạnh phết cả nhà. Bạt hết cả lớp. Bây giờ em đang đi tiến vào về phía ga tàu của Lố Tung. Đây là cái biểu tượng ở trấn Lố Tung. Đấy, đường phố vắng tanh, chả có ai cả, có mỗi em ra ngoài phố thôi. Trời đang mưa. Trời mưa nhưng mà cũng không có sấm sét gì cả, chỉ có gió thôi, gió mới mưa. Các cửa hàng cửa hiệu là đóng cửa hết. Đây, con phố của gần chỗ em ở. Đây là vỉa hè của nhà dân. Phía trước em là cái ngân hàng Tai Pai Phu Quan Banh. Đấy. Đây là ngân hàng. Không thấy ai ra ngoài đường mới cả. Bây giờ là 8 giờ nhé, 8 giờ sáng cả nhà. Ngày 31 tháng 10 năm 2024. Hiện tại em đang ở thị trấn Lố Tung, huyện Nghi Lan, huyện miền núi phía Bắc. Đấy, bây giờ gặp được một chú mang ô. Bão này mà mang ô ra đường nó tính cho thì này. Đấy, cả ô. Người dân họ nghĩ là sợ nước là lũ lụt lên, họ mang để những bao cát ở trước cửa nhà.
phía trước em là cái quán cửa hàng tiện lợi 117. Đài Loan cũng còn rất nhiều xe máy nhé cả nhà. Xe máy rất là nhiều. Nhưng lại họ không mang vào nhà cất, họ toàn để ngoài đường thôi, không mất được. Đấy, gió đang lạnh quá. Úi ôi, đẩy cả người. Bay cả người. Nhưng mà chưa mạnh lắm, chắc chỉ là cấp 3 thôi. Trời đang mưa rất là to cả nhà. Em đang đi bộ cả nhà. Từ chỗ em ra đến ga Lố Tung chắc là khoảng mất 20 phút. Cửa hàng cửa hiệu hôm nay là họ đóng cửa, cũng không buôn bán gì, mưa bão. Kiểu nào bão to nhưng mà cũng không to lắm, chỉ ảnh hưởng gió một chút với lại mưa thôi. Thôi em tiếp tục đi con đường này. Đài Loan đa số mình không thấy có vỉa hè đâu. Vỉa hè có người đi bộ mới lại thấy đâu thì không có. Đây là cái vỉa hè này là nhà dân người ta làm để xe cộ thôi, nhưng mà cũng không, đa số là cũng không đi được. Vẫn đi được nhưng mà nó, người ta để đồ đạc hết. Đa số em phải đi xuống lòng đường. Đi gió nó vừa đủ một cái. Đấy, em đi từ chỗ nhà trọ đến bây giờ là 8 phút rồi. Đấy, phía trước có tòa nhà cũng rất là đẹp, rất là đồ sộ. Quang cảnh ngày bão của ở Đài Loan, ở thị trấn Nghi Lan. Đây cái chỗ này thì
có cái vỉa hè và đổ bê tông. Đấy, cây cối, cây cảnh cũng như y như ở Việt Nam mà. Ở Việt Nam có cây gì thì bên này có cây đậu, đu đủ có này. Ngày mưa bão nên nhìn nó hơi bẩn tí, nó lá cây là cối nó rụng xuống. Phía trước em là cái tòa nhà rất là cũ à. Xe cộ ở Đài Loan họ đa số để ngoài đường hết cả nhà, ô tô xe máy là cũng để ngoài đường không mất cắp gì cả. Đấy, phía trước em là bụi hoa nhài. Công dây cũng không mạnh lắm cả nhà. Mình thấy vì ảnh hưởng của mưa gió. Đấy. Đây là quang cảnh ở thị trấn nơi em ở và làm việc. Em qua đường đi một đoạn nữa là tới bến xe, à bến tàu, tàu bến xe. Mạnh lắm cả nhà.
kể cả mũ bảo hiểm cũng treo luôn ở xe. Đấy, hai hàng xe máy hai bên hết. Đấy, xe máy họ để hết là đồ đạc, áo mưa, áo mướt, mũ miếc là để hết ở ngoài. Mũ bảo hiểm của họ là đội những loại mũ cũng rất là an toàn, không phải là đội mũ như bảo hiểm mà mình là không an toàn. Đây là một ngã tư ở thị trấn Nô Tung. Đấy. Đây. Bây giờ em rẽ sang bên này là tới ga tàu Nô Tung. Mưa không to lắm, gió nhẹ. Mấy hôm mưa tận 3 ngày liền rồi. Hôm nay toàn là nước Đài Loan được ủy bão. Kia là một cửa hàng tiện lợi Family Mart. Còn một chút nữa này em tới ga tàu ở Nô Tung. Xe máy ô tô là vứt đầy đường, không cất gì cả, không phải cất vào trong nhà này. Gió đổ cả xe đạp này. Đấy, phía trước cái mái vàng vàng kia là ga tàu đấy cả nhà. Từ nhà trọ chỗ em ký túc xá cho em đi bộ ra ga tàu mất 20 phút. Hôm nay mưa bão nên chắc không ai đi lại nhiều. Trước em là ga tàu Nô Tung, bây giờ là 9 giờ sáng. Nô Tung taxi ở Đài Loan là toàn sơn màu vàng hết. Đấy.
càng to. Đang đứng ở gió mạnh quá cả nhà.